Hello, chào mựng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây và vừa kết thúc website Lê các bạn ạ. Hôm nay chúng ta xuất hiện Runner nha các bạn. Đây, Runner này từ từ mình chơi xấu các bạn ạ. Và trước tiên thì Runner để từ từ mình chơi xấu các bạn ạ. Trước tiên thì mình có điều này muốn khoe với các bạn đây. Đây các bạn ạ. Trước tiên thì mình xin cảm ơn bạn Minh Phát rất là nhiều nha. Bạn ấy đã cho mình xin 120 mảnh của con Stratigonite. Mình không biết đọc đúng không nữa. Dragon các bạn. Con này là con nằm trong cái sự kiện mà thu thập những cây kiếm điện các bạn ạ. Ấy. Thì ok, full này. Từ từ bình tĩnh. Full full nữa bạn like. Bây giờ mình sẽ review con đó nha các bạn. Thì gia nhạc này của mình cái lúc chơi nó bị lỡ cỡ một xíu nên là cái sự kiện kiếm điện á mình không có lấy được kiếm. Hiện tại mình chỉ có 425 kiếm thôi các bạn ạ. Mình chỉ có 425 kiếm thôi. À, bây giờ chắc là nhờ sự giúp đỡ của bạn Minh Phát thì mình sẽ summon em này và sau đó chơi chiêu phân thân chiêu thật các bạn. Cứ summon recon summon luyện rank rồi recon cứ vậy mình cày óp các bạn ạ. Cày óp cho nó lên 5 sao nha các bạn. Rồi, 12 game. Ok. Có thể ở đảo bua. Đảo bua mình còn nhiều chỗ trống mà. Đây. Ok các bạn ơi. Rồi. Mình sẽ cho nó lên level 40 luôn nhé các bạn. Tại vì con này trước sau cũng cho lên 5 sao là cho nó lên level 70 đó. Thì cứ từ từ thôi. Giờ cho nó lên level và đi đánh quest các bạn ạ. À, còn bao giờ mình cũng quên đánh quest nữa chứ. Và như bạn phát review cho mình trước con này các bạn ạ. Con này nó có skill điện đặc biệt là bơm máu cho toàn bộ đồng minh các bạn ạ. Đây, các bạn có thể để ý này. Đó. Con này có skill bơm máu các bạn ạ. Ảo lắm, để mình quýnh cho bạn xem. Ok, Stati gì đúng không? Với West. Đây. Chúng ta có thể đánh được West này rồi các bạn ạ. Ok, full combat này. Rồi, trước tiên để nó lót xíu nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về hệ của em này. Em này thì xem bản hệ là nhanh nhất thôi. Hệ điện đầu thì bị khắc bởi hai hệ. Đó chính là hệ gì? Hệ đất và hệ ánh sáng các bạn ạ. Đấy, và nó có thể khắc được hệ nước, kim loại, lá, băng, gió. Hệ tròn tròn đâu, hệ tròn tròn thì khắc được hệ trao và hoa anh đào. Đó, ok chưa? Rồi, thì tổng cộng nó khắc được mấy hệ nhỉ? 7 hệ khác nhau các bạn ạ, phải sợ hai hệ. Đó. Ở đây mình sẽ chơi skill mà cứ đánh Nucleus trước đây, đang khắc hệ các bạn. Nó phun năng lượng các bạn. Con rồng này là có vẻ như nó có năng lượng bên trong, gọi là rồng phun lửa đi. À, rồng phun điện nhé. Nó là nó phun ra những tia sét, những dòng điện mang hiệu ứng cả 100.000 V. Ồ, các bạn thấy không? Sét đánh xuống nó và nó bốc máu cho toàn bộ team. Là kiểu rồng này như nạp năng lượng các bạn ạ. Dùng điện để nạp năng lượng bơm máu cho bản thân. À, và cái này thì ba ba tuần sau mới đánh được lần nữa nha các bạn. Nó đánh đam tây hiện tại là 14.000 đam các bạn ạ. Đó. Và bơm máu là 5.000, vậy thì là có vẻ như là bơm máu là bằng với đam tây chia 3 đúng không bạn? À, chúng ta đánh lại lần nữa. À, khách hệ là 28.000, làm tròn 30.000 đi. Rồi. Rồi tiếp theo đánh cái này.
combat lại nè. Ồ, bên kia đội hình bắt đầu mạnh rồi các bạn. Ghê gốm đấy. Wow, gần vip rồi các bạn. Ủa, bơm máu. Không biết bơm máu các bạn ơi. Gần vip rồi, nó đi bơm máu liền. Nào, nó ngõm của tối luôn rồi. Primal Legend nữa. Ok, mình sẽ test thử nha. Ở đây mình sẽ mang theo hai con Tera. Mấy con Tera này của mình level cao quá. Mình up hai quả trứng Tera ra rồi mình chiến thử nó tình trạng như thế nào nha các bạn. Đây, trong này là level 4 nè. Level 4 là đem trong đi đánh được rồi. Rồi, vô. Level gì 30 dưới đây. Cái này nó yêu cầu là level thấp nhất là 17 các bạn ạ. Càng đấy. Đây, hèn chi con này level 17 nó vô được. Đây, chuyển qua con này. Level 17 mạnh vậy sao? À, con này level 30 các bạn. Rồi, mình sẽ test thử em này. Có như các bạn đã biết, con Blood God ấy, khi mà nó chỉ còn lại một mình nó thì nó bơm máu cho một mình nó là bơm rất là nhiều các bạn ạ. Để xem thử con này nó có giống như con Blue Scott không nha các bạn. Rồi, hệ nước thì sẽ hệ điện nè, nhưng mà đối với hệ điện này thì nó chỉ có tác dụng là bơm máu thôi. Đó các bạn, hệ nước là sẽ hệ điện nè. Và cái skill này nó không có lên x2, không lấy chai, tức là skill này chỉ có tác dụng bơm máu thôi mà. Nên bình thường nó mà skill đem đi đánh thì nó xuất hiện cái mũi tên lên rồi bóp máu. Đó, bóp máu cho một mình nó là nó cộng được 15.000 máu các bạn ạ. 15.000 máu. Con này đam tay là nhiêu ta? Okay, test lại. Đam tay là 12.000 máu các bạn. Đam tay là 12.000 máu và bóp máu là 15.000. Đây là cái skill bóp máu của nó là ngang bằng cái đam tay. Này 13 nè. Là nhỉnh hơn cái đam tay một xíu bạn ạ. Nó mà lên 5 sao thì không biết nó bóp như thế nào. Đó. Này tác dụng là bơm máu nha. Rồi. Thì ở đây mình sẽ nghiên cứu để kiếm op của nó đánh West các bạn ạ. West. Đây, đánh quest 2 tiếng một lần, cứ vậy đánh lên thôi. Càng lên cao thì quà càng ngon các bạn. Ở đây cái game này, op rồng, game. Và cuối cùng là 100 job của op legend. Và để lên được móc cuối thì các bạn phải nâng con này lên tới 5 sao các bạn ạ, 5 sao. Nói chung là cũng cày cuốc đấy, cày cuốc dữ lắm này mới lên được các bạn ạ. Và sự kiện hiện tại đang còn 15 ngay. Không biết mình có làm kịp hay không nữa. Con này thì mình không có. Hai đi đầm này mình trễ quá các bạn ạ. Không lấy được. Rồi ok. Ta vào chơi Mezicon xíu nha các bạn.
Hôm nay mở khóa con rồng Epic này để đi lấy các cái vật phẩm Flight Stamper để chơi sự kiện Runner các bạn ạ. Ok, mình sẽ đi đường của con này nha. Sau đó mình sẽ đi lại đường chính và chơi cho hết 16.000 con này luôn. Rồi, 5 Flash Stamper là được thêm một trận rồi, trận chơi rồi. 50 token ánh sáng. Ba bông, ba cái vòng nhé, ba cái vòng hình như là mình đủ què của cái móc nào đó rồi sao các bạn, để chút nữa ra coi thử có đổi không, đổi luôn. Cái này hên xui thì các bạn có thể mở được rồng Legend nè. Cái này là có khả năng ra 150 game nữa các bạn ạ. X2. X5. À, trứng này chưa up con Raven. 10 game ngon rồi. Cái rương này đúng không? Rương nó là chữ ốc con Raven các bạn ạ. Ai nhân phẩm gọi là cực kỳ ghét thì mới lấy được con rồng Dragon luôn. Rồi một cái cây kiếm. Ok, xong con Ebit. Đây, giờ đi đường của con rồng VR nha bạn. Nó còn 11.000 con để chơi sự kiện. Hôm bữa con rồng mà con rồng trái cây á, mình không đi các bạn, con đó mình không đi. Rồng mà ra để lấy được trái cây á, con đó mình không đi, mình để dành con để đi đường chính nè. Đường chính là lấy được nhiều rương cũng như là nhiều kiếm hơn. Năm ốp của con hai Tish Dragon, con nó thì đánh quét các bạn, một con boss trong quét ở phía sau rất là xa. Rồi mở khóa con rồng VR mang tên gì đây? Bum Legum Dragon các bạn.
5 viên đá. Con này mở đi có mấy bước mà nó được chịu khó rồi ta, làm gì ta. Đường phía sau nó còn hai cái kiếm nữa thôi các bạn ạ, nó không có rương. Để dồn lại thử nha các bạn, con này chờ thử thôi. Phía sau của nó là còn một kiếm nè, hai kiếm nè, rồi nó chỉ còn hai cái kiếm thôi và không có rương các bạn ạ. Chắc là mình đi tiếp cái con này. Con Heaven, con rồng đó là rồng VIP ngày xưa các bạn ạ. Xưa bán vé con đó hình như là gần 500.000. 500.000 trái cây. 4 ống nghiệm Harris. Năm cục đá. Ôi, một con e nữa mà còn có 4.000 game à, gì 4.000 con nữa các bạn. Nhờ hết con này là tới rồng legend quá.
nhớ khi đế chế. Nhấn nhầm các bạn ạ. Nhấn nhầm thành sim quảng cáo mất. Ồ, nãy giờ là được 20 mảnh live speed rồi ạ. Mảnh của Chillis. Hai game. Vẫn còn một con E nữa các bạn ạ. Wisho. Đường đi đến con Legend nó dài vậy sao? Hôm nãy mình xem quảng cáo trái cây rồi, bây giờ vẫn còn xem được nữa các bạn. Rồi, ok. Đi hết con rồi các bạn ạ. Xem thử. Đó, lấy được cái móc này rồi nè các bạn. Cái móc này hình như móc cùi mà. Được hai rương flam chết. Mở ra toàn trái cây thôi, có gì đâu. Đó. Có cái này. 50 op job cover của bắp các bạn ạ. Tính ra nếu mình mở được 5 cục đá nữa là ok rồi. Sắp lấy được 50 job cop legend rồi các bạn. Còn móc này thì không khả thi cho lắm. Móc này nhắm không nổi các bạn ạ. Không nổi đâu. Lấy móc này nữa là cũng có ok, như là ok sự kiện rồi đó. Rồi, về video của mình đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn nha.